cái hàng Lý Khánh nè. Hôm nay là ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền tổ chức lần thứ 9 năm 2022. Các bạn đến quê mình xem nha. Ở hội trường ủy ban xã huyện Phong Điền. Cái nơi này là trường Lâm Phong Điền, xã của mình đây. Đẹp không? Gian hàng của mình rất là đẹp không các bạn? Gian hàng xã của mình nha, cả nhà, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đẹp không cả nhà? Chủ tịch phụ nữ xã Trường Long đang săn sóc hoa để cho nó tươi. Bạn ấy tên Ngọc. Cái gian hàng của mình đẹp quá. Cái này em cắt luôn hả Ngọc? Ủa, đổ bánh xèo ở đâu vậy? Mình xong chưa? Mình có ăn không? Có ăn luôn ạ. Cô đây, chị qua mấy cô ăn đi.